này đông người xem quá, chúng ta vào xem họ quay cái gì nhá. Các anh chị đang hát si chia tay. Quay là hôn thôi. Tan rồi, chia tay bên dòng dòng sông à. Quay đã tan rồi, chia tay bên dòng sông. Chị Nùng mặc váy đẹp quá nhỉ. Tuổi gì đúng không? Cô đang coi nhờ tí nhá. Vâng. Các anh chị đang hát si chia tay đây. Hát từ giờ đến tối chắc là sẽ ra đến ngoài đường cái đấy. Này có khi hát đến tầm 8 9 giờ đến nhà ấy nhỉ. Thế chia tay đấy, bà chia tay đi từ từ đó chị ạ. Tối là chị chia tay thẳng thôi. Bình cũng lắc sớm, cũng nhớ hàng mắt tốt. Cháu sinh viên đầu đến nhỉ. Mấy chị gái xinh quá nhỉ? Hải Yến. Bây mừng là ai đi về nhà đấy? Viên. Quay à. Bắt tay ra bài là yêu sớm có. Cả thế ta đủ như để chào lại như. Năm rồi. Đông vui thế, bên ngoài này vẫn rất là đông người này. Là cặp đôi này không nghe tiếng mà. Chẳng nghe thấy gì nhỉ? Anh em Bắc Giang thôi à? Tôi à, ra đuôi à, tay mơ bố ngà thu. Sao? Đại phu lô kìm đu, ngà thu ngà thu. Ah.
Đi từ từ thôi chứ. Tối. Về cơ mà ta đã chung ư chẳng tư. À lòng ta bố a su. Tám người à? Năm đến ba. Sơ na. Xin chào các bạn, mời các bạn đến công viên Hoàng Văn Thụ để nghe các anh chị hát thi nhé. Trong này có cả đội đang hát này, chúng ta cùng vào nghe nhé. Cho cháu đi nhờ với. Các bà ơi, cho cháu đi nhờ một tí. Ôi, vướng các bà, vướng các bà. Các bà có hát không? Ô, cặp đôi này lại hát tiếp à? Lúc nãy bảo thôi rồi mà. Lại hát à anh? Hát lâu lắm rồi. Hát rồi. Tiếp lại hát à? Có vướng không? Trăng trừng. Nước chứ chỉ bố đã cao bùa. Gần quá, gần quá. Nhưng mà xa lại không nghe tiếng. Xin chào chị nha. Đây, rồi, ở trong đây rồi. Ăn to lên một tí. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cần thì tao còn sao quay thì tiếc lắm.
Sao đẹp thế này, áo đẹp thế này không quay trước đâu nhỉ. Còn hát chưa anh? Nhầm lầu xong còn hát không? Lại nhầm lầu rồi. Lại mời rượu rồi. Mời rượu các chị má hồng hát mới hay chứ. Mời rượu ở trên đây. Ở các má hồng đó. Chú á. Anh cô chú thì toàn già bằng lúc. Em sao mà không? Cái này em mua ở đâu ấy? Không sợ đây mà. Ờ, cái này ngắn quá, một chẳng để được đấy. Ờ, 200 la. Dạ, có chỗ nào? Dạ. Ờ, vào phòng chính. Dạ, vâng. Nó bỏ anh canh gì ấy? Nó bỏ 200 la, chỉ 200 la. Anh là canh gì? Em là canh gì? Em Hà Nhung TV anh ạ. Em thu bắt đầu là. Các chị đang uống rượu nhá, má hồng cho hát hay nhá. Nhầm lầu. Cái ta làm lầu chỉ là gì thì chắn. Anh ở đây. Cao Lộc. Lạng Sơn. Em cũng ở Cao Lộc anh ạ. Em ở Cao Lộc. Con này làm gì? Em ở Yên Thành. À còn anh này không? Anh Yên chạy nhân chiến thắng này. Anh chiến thắng có mấy anh đẹp dài đấy. Chứ mà phút kẻ hơn đấy, chứ mà phút xỉn mày. Nhầm đấy. Uống rượu xong lại hát tiếp. Anh ơi, uống rượu xong hát chia tay à? Hả? Uống rượu xong hát tập phạc à? Biết bà chứ? Không bảo chứ? Cứ hát một tí thôi, uống rượu xong lại không hát rồi. Chia tay bằng rượu rồi. Chia tay bằng rượu rồi à? Thôi hát mấy câu chia tay đi. Mà chén để hơi ấm nữa. Hát nhiều rồi.
Anh cho làm lâu được không? Hả? Anh làm được kilo được không? Anh làm từ Tết rồi. Bye bye nhá, bị họ. Tết rồi, thôi các anh chị chia tay rồi. Thôi các anh chị cứ hai một tí lại chia tay rồi. Cảm ơn các bạn đã xem nhá. Xin tạm biệt các bạn nhá. Chúng ta sẽ đi tìm các cặp đôi khác. Chợ còn rất đông. Đây, hội rất đông này. Các chị còn chưa hát đây này. Đông thế. Càng ngày càng đông. Người chen người. Các bà hát chưa? Dưới kia mà người đang uống rượu kìa. Cho quay bên kia, cho chụp bên kia. Bác sĩ cũng được. Xin chào các bạn nhé. Mời các bạn đến công viên Hoàng Văn Thụ để nghe các anh chị hát thi và hò đối đáp. Đây bên này có mấy chị đang hò đối đáp, mấy anh chị này. Hay. Nghe hò bé quá nhỉ? Không nghe thấy. Hôm nay ồn quá nhỉ? Bạn là ơi gì là mong sao em mà được chung tìm anh hà với anh ơi hò. Một chị hay là hai chị hò đấy? Chị hò thôi. Một người thôi. Đây là khán giả. Đây đồng đội hả? Tôi bán nữa. Tôi bán nữa. Là ơi chú hò quá hò nào. Con nhỏ quá. Hò là thiệt là ý, chú ơi, riêng em khó. Hò là ơi, hò là thiệt anh không thở. Trên là ơi, sông là hỏi em có phải tổng lòng là nhỏ quá, chúng ta lại đi nghe. Các cô gái này xinh chưa này? Thái quay hai máy à? Quay luôn à? Còn đến một màu cái gì? Quay đôi này tí nhỉ? Vâng. Xế ông mơ thắng. Mơ thắng hàng lý đó, chèn chắc chắc đi. Cao quá. Để cho xuống nó rung. Báo này kì mang theo mà nó. Để khối mới nằm bà chắc nè mẹ. Chuyện nó thế mất tính gì con mẹ. Mình đi thẳng thế mất tính gì con mẹ. Bố thế cái thằng ngoài lái con là nói con không tái các bạn. Bố theo con bà cái này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.
lâu nay khi có à nhờ cái chị có đủ để ra đủ mãi các anh chị này chưa hát. Cái này của ai? Hát rồi, hát hết rồi. Có những sớm chán. Hết rồi. Đâu, các anh quay nhiều quá, chẳng biết quay chỗ nào, chú ở đây lại gặp. Mấy mình định đổ chứ lại gì mới. Toàn trai xinh gái đẹp này mà không hát tí nào. Ở trên kia có mấy em hay thôi, đi tìm cho thì tan hết rồi đấy. Hả? Em thấy người ta còn hát đông lắm. Anh chị này xin nhé. Từ Xuân Đình về Trung Quốc đi về nó còn nửa tiếng. 4:30 chị ạ. Anh không hát rồi. Hai chị ạ. Các anh chị này đang hát này.